Hôm nay mới là 23 tháng 5 thì em sẽ lên cái clip đúng ngày sinh nhật của em là ngày 26 tháng 5, một con chim cu khách nhé. Mà con này thì em nói rõ là ưu điểm của nó là chân cực kỳ đỏ và độ thuần cực kỳ là ok. Con này có một cái khác nữa là lúc nó gáy gọi thì nó hay hơn là lúc gù. Tất nhiên giọng của nó là giọng thổ rồi. Và chim là bộ cũng phấn hồng, đẹp. Nói chung là sau đây sẽ là cái hình ảnh của nó. Em sẽ chơi thì mưa đấy hôm nay. Không biết là ở chỗ các bác thế nào, nhưng em ở trên Sơn Tây này, Ba Vì Sơn Tây này mưa lắm. Và em quay ra em thử hét nó phát xem là nó gù như thế nào nhé. Em bắt đầu đi qua mối nhiều này. Bỏ qua, bỏ qua. Con này gù, con này con khác nhá. Quá đẳng cấp, con này hơi hơi bị lỗi đầu một tí nhá. Hôm sơ ý nó bị rơi cái lồng nhá. Nó bị hơi trổ cái đầu một tí. Đấy, nhưng mà lông nó sẽ phục. Con này thì treo gần cái con phạch phạch này đâm ra nó mất cả u đấy, con khách đây nha. Ban nãy là treo gần con này nó phạch phạch cho nên nó sợ đấy, độ thuần thì thôi rồi luôn đấy. Sờ soạn thoải mái bậu lên tay luôn này. Đấy. Chim này. Rất là ok luôn này. Đấy. 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 Rất là thuần. Bác nào muốn biếu ông biếu sếp thì con này nó là cái sự hướng tới. Bởi vì chúng ta biếu một con chim là chúng ta không, không không chúng ta biếu trên tinh thần là nó là một cái tình cảm chân thành. Và con chim này mình khẳng định luôn là con chim người được biếu thì nó sẽ rất là lồi và rất là thuần, bởi vì con chim này nếu mà để nói là thả ra nó cũng không đi. Đấy, các bạn nhìn này, bộ trên tay mình như không. Đấy, rất là thuần, sờ người thoải mái. Đấy, rửa tay đấy, đánh cánh chim thì nó cũng dòng chim phấn hồng ngực hồng này. Đấy, chân thì thôi rồi, chân siêu đỏ luôn. Đấy, chân siêu đỏ luôn. Anh em nhìn chân anh em biết hiếm khi có con chim nào chân đỏ như thế này. Đây là nó thuộc về cái giống của nó là chân đỏ, móng không nỗi tí nào luôn nhé. Đấy. Thế thì mưa thì mưa nó cũng bảo được, nó cũng gù được đấy các bác ạ. Đấy. Thì các bác yên tâm là dẫn dòng này nó là như vậy. Đấy. Em sẽ tí nữa em sẽ chuyển sang cái ô bên cạnh kia để cho nó thuần, em sẽ quay tiếp một cái đoạn để nó gù tiếp. Thế bây giờ để gần cái hay ở đây để gần cái em phạch phạch này là nó khó lắm, gần với cái ông hàng xóm bất an này khó lắm. Đây đấy, cho ra đây. Thì em này là em nó con này thì âm cũng được, bộ cũng được, chân thì theo kiểu là tím. Đấy, nhưng mà em này thì nó hơi lỗi cái đầu một chút. Đấy, anh em nhìn cái đầu của nó hơi bị chắp một tí do sơ ý tái lại. Đó, hết hết cá hết lúa rồi. U u u u u u Đấy. Về cơ bản là như vậy nha các bác nhé. Tất cả những cái con chim này. U u u u u Con này là nó có độ rung của nó nhé, cái âm của nó có độ 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 gằn của nó. Đấy. Này chân rất đỏ luôn, chân siêu đỏ luôn.
Ok, các bạn có nhu cầu về những con chim khách đặc biệt thuần, siêu thuần để biếu tặng như này, các bạn liên hệ cho đồng chí Thao. Clip số 26. Đấy, liên hệ cho em qua Zalo cũng như số SIM1 là 0335305982 các bác nhé. Quân viên này.